Hello, chào cả nhà. Hôm nay thì Thắng có nhận được một cái sản phẩm này của Olinline, cái sản phẩm là A9 Smart Onion 3 mai e. Đó, thì này nó sẽ tạo ra là 200 triệu oxygen. Và đây là một cái sản phẩm là hỗ trợ điều hòa không khí và giúp cho cái môi trường của chúng ta luôn luôn trong lành như ở trong rừng sâu. Và cái này nó được ví như là cái việc chúng ta đang ở trong một rừng sâu ấy. Đó, Thắng sẽ bóc vào cho mọi người xem nha. Đấy, tháo ra này. Có cái gì đây? Ồ, nó là cái sạc. Ok. Rồi, chúng ta sẽ bỏ cái này sang bên này. Wow, nhấc nó ra. Các nhà thấy không ạ? Tuyệt vời. Nhà nhìn thấy không ạ? Nó như một cái chiếc loa. Và cái này nó chính là cái loa luôn các bạn nhé. Tí mình sẽ mở nhạc cho các bạn xem. Để cho thấp xuống thì các bạn nhìn rõ hơn được không ạ? Ok. Ok. Trong cái hộp này còn cái gì đây? Trong cái túi nó còn hướng dẫn sử dụng này. Tạm thời mình sẽ bỏ cái này xuống đây. Mình sẽ cho cái này đi cho đây. Ok. Thì trong này xem nó có cái gì nào. Sách hướng dẫn sử dụng này. Và một cái lọc. Trong cái lọc này nó cũng sẽ hướng dẫn cho mình cách lắp như nào luôn này. Mình sẽ cậy bên đít của nó ra này. Sau đó chúng ta cho cái này vào. Thì ở đây là nó sẽ có cái phần chiều đầu vào này, số 3 này. Đấy, màu đen này. Sau đó đóng nắp lại này. Thì mình chỉ cho cái màu đen này vào đây thôi. Đó, cái chiều đen này này, vào đây. Rồi chúng ta đóng nắp lại. Ok. Rồi được rồi, cái này cất đi. Thằng bóc cái này nào, cất cái này đi nha. Cái này thì vứt đi, ok. Chúng ta sử dụng thì đằng sau. Cái này có thể bắt qua một cái app được nhá. Bắt qua app để nghe nhạc này. Phát wifi, phát bluetooth. Đấy, đầy đủ hết các bạn nhá. Bản thân như cái máy này thì mình xem review thì nó còn có cả âm nhạc có sẵn rồi. Đấy, đằng sau đít nó sẽ có một cái ổ cắm này. Thì các bạn có thể mang đến tận đâu ạ? Các bạn mang đến những cái nơi công cộng, các bạn ví như là những cái phòng đọc sách này, những nơi tập thể dục này, đúng không ạ? Hay là ở nhà, phòng sách, rồi tất cả mọi thứ các bạn có thể dùng được cái máy này. Đó, dùng rất đơn giản thôi. Bằng cách đó chúng ta làm như này nhá. Bọc cái này đi. Nó sẽ có nút này, power này, bật lên này. Đấy. Và mình thấy nó phát ra đây rồi. Rồi, music này. Đó, nó còn có nhạc nữa cơ. Và cái ánh sáng này nó có 7 màu, đổi màu được nha các bạn nhé. Chế độ thì nó có chế độ này. Chế độ số 1 này. Chế độ số 2. Chế độ số 3. Thôi được, mình thử một cái chế độ số 3 đi. Đó. Và nếu mà bắt app thì mọi người sẽ tải cái app. Cái app của nó tên là cái gì nhỉ? Tí nữa mình tìm hiểu xem nào. Tại vì hôm nay là lần đầu tiên mình bật cái này. Thì nó sẽ giúp cho cái không gian của mình ấy 60 đến 100 mét vuông là lúc nào cũng gì ạ, như một khu rừng. Và cùng với âm nhạc thì các bạn thư giãn, các bạn tập thể dục này, các bạn ngồi làm việc này, các bạn uống cà phê này, các bạn để phòng khách này, các bạn phòng ngủ đều được hết nhá. Bất cứ nơi đâu các bạn có thể cầm này đi rất nhỏ gọn. Và đây một cái sản phẩm rất là hay của tập đoàn Olinline. Anh chị em hãy sở hữu một cách miễn phí nha cả nhà nhá. Anh chị em nào mà muốn sở hữu cái máy này miễn phí thì inbox riêng cho Thắng nhá.